tổn thất 110 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo của Lloyd cho biết, thiệt hại từ tấn công mạng vào châu Á bằng một nửa thiệt hại do thảm họa thiên nhiên gây ra cho toàn cầu trong năm 2018. Châu Á có 15 cảng trung chuyển bận rộn bậc nhất thế giới, tập trung chủ yếu tại Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc. Số thiệt hại được tính trên giả định tổn hại do virus máy tính gây ra cho tàu vận chuyển và cơ sở dữ liệu chuyên trở tàu hàng tại cảng. 92% tương ứng với thiệt hại kinh tế 101 tỷ đô la Mỹ từ tấn công mạng không được mua bảo hiểm. Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro của Đại học Cambridge kết hợp với Lloyd thực hiện. Châu Á là nơi tập trung của 9 trong số 10 cảng trung chuyển bận rộn nhất thế giới và là một phần quan trọng trong dây chuyền cung ứng cho các công ty hàng đầu thế giới, từ xe hơi tới sản phẩm công nghiệp, dệt may, hàng điện tử. Báo cáo cũng ước tính ngành hàng không vũ trụ sẽ hướng chịu tổn thất 28,2 tỷ đô la Mỹ, sản xuất 23,6 tỷ đô la Mỹ và bán lẻ 18,5 tỷ đô la Mỹ từ tấn công mạng. Các quốc gia liên quan tới cảng trung truyền cũng thiệt hại nặng nề. Châu Á chịu tổn thất nhiều nhất với 26 tỷ đô la Mỹ thiệt hại trực tiếp. Sau đó là châu Âu 623 triệu đô la Mỹ và Bắc Mỹ 266 triệu đô la Mỹ.